biết hôm qua trời mưa thôi, còn hôm nay cá chết đầy hồ từ sáng nay. Ở khoảng 9 giờ tôi ra đây tôi câu cá này, thấy cá chết đầy hồ. Càng ngày thấy tôi càng thấy nó nổi lên nhiều, cá chết nhiều hơn. Cá thì ở đây là cũng họ có thả mà, để cho mọi người câu, câu thu tiền. Cá nó chưa chết, nó ngoi cách bờ khoảng 2 mét. Nó họ lấy vợt họ vớt. Độc cái khu này phải 100 người, có người thì không có vợt thì lấy cái gậy đập. Thì bình thường nhà anh ngay trước mặt hồ đây thì anh ra anh hay câu cá. Tự nhiên câu thì nó không ăn, thấy cá lại nổi nhiều quá. Này rất là bất thường. Đây là trường hợp đặc biệt. Gọi là cũng có cá chết nó nổi ven ven ở đây thôi.